bây giờ còn hỡi xa xăm, nói ra dốt việc vì thời hoàng khai, bốn ngày tứ giáo mở mang. Ông điên trở lời, việc đời bất minh, ngựa trâu chung cởi một đồng cắt gom. Cái nhà chỉ có ba căn, căn nữa của vợ, hai căn của chồng. Cá chim nay nhốt lại một lòng, ngựa trâu chung cởi ba đồng thùng cắt gom. Ai ai lắng lặng mà nghe, ra cơ mượn sắc vị thời làm thơ, mượn âm chín tuổi vị thời thôn quê, lắp giò làng nọ thánh quân gia long ngồi đó lắp cái giò cho sao nghèo ơi, sắp nghèo nhà tợ cái liều rất rất nhiều điều năm mươi mà tâm chết chật khách là hồi xưa đúng không. Lão ơi, bữa nay là cái ngày gì mà ông lão đến cái đình thằng này vậy ông lão? Những cái tàu là tướng tá không làm lão luôn. Bữa nay là cái chuyện xuân thu chiến quốc. Xuân thu chiến quốc là cái thời nào vậy ông lão? Các vị tướng tàu. Khu tiền kiếp xưa hay gì ông lão? Theo qua bên tàu. Cái con rồng cháu tiên là như thế nào nè ông lão? Là con rồng cháu tiên là Lộc Long Quân Âu Cơ. Ồ là lúc là... hai người quen nhau với ông lão trên hình kìa. Mà trước cái rồi mới chuyện xuống 18 đời Hùng Vương. Mới chuyện xuống 18 đời Hùng Vương. Còn cái ông đằng mặt này thì ông Lân Linh. Đức Cứu Quán Trận Thành. Này ông bên đây thì ông Ngô Quyền. Phía bên này thì hai bà Trưng. Nè ông Đức Cứu Quản Trần Nhân Thành là 1872 hả ông lão? Còn ở đây là ông Ngô Quyền đại tướng nè, là 938 nè, là quánh quân Nam Hán nè, Nam Hán là nước Tàu hả ông lão? Còn ở đây là hai bà Trưng. Hai bà Trưng là Trưng Chắc Trưng Nhị hay gì ông lão? Cái anh có Trưng Dương, quân Tàu, quân Giết Dương, chả sống hận thụ chồng gốc cha. Hai vị Trưng Chắc Trưng Nhị này dữ lắm nghe ông lão, nữ tướng cơ đầu á. Chị em xưa ở đất Châu Phong, thời dưới thời của Hùng Vương thư sau. Bây giờ mà kể chuyện lắm sự hổ ngươi, bây giờ tâu định mà hại hai bà thất tiếp. Mà tẩn tiếc mà xong mới hát giang. Ông Tôn Định ơi, hai ông Tôn Định ông xuống quân lính cởi ruộng hết. Hai bà mà cởi, mà quên mà cởi, đừng có cởi ruộng, cởi khúc, cởi ruộng hết. Cởi hai bà tẩn tiếc luôn à. Ngậu ha. Vậy rồi vô cuộc là thắng hay thua hả ông lão? Tẩn tiếc nhưng mà còn danh thân tiếc tốt thôi. Ôi hai má đâu. Ông Tô, ông chơi cũng ác, ông Tôn Định chơi cũng ác. Kêu quân lớn, cỡ khố hết. Ở chuồng á. Ok. Ông lão biết luôn hả ông lão? Chuyện tàu đó. Ông nói kể chuyện tàu nghe vui đi. Đây. Ông nói kể chuyện tàu nghe. Kể đi, kể đi nghe. Gái anh hùng xưa, bởi Đức Quỳnh nó nói nghe. Gái anh hùng xưa có Trần Dương, đuổi quân Tàu cứu vớt quê hương, lửa sông hận thù trong vớt cá. Quá dữ không lắm. Mấy bà này giờ cũng có xác hết rồi. Hai. Có ấn định ngọc hoàng. Mình xác mà chưa có da trình nữa. Có xác hết rồi hai. Lâu rồi chưa có thấy. Chưa lộ ha. Khi nào mới lộ á ông lão? Có tới giờ hai à? Hai bà Trưng này có tới giờ đâu? Năm nay tao nói ôm nó đi nè, kỳ này nó bị Phật Vị Đang bắt tội hai. Nó bị Phật Vị Đang súng đầu bắt tội. Bắt tội luôn. Dạ Phật Vị Đang là Phật như thế nào vậy ông lão? Mà bắt tội bắt đi, đừng đánh đổ được rồi, để cái nồi cơm ăn, đừng đá đổ nồi cơm nó được rồi. Nhà kia nó là cái mạng hai ơi. Mà tao biết sắp có người đá đổ nồi cơm rồi, tao không có để cho đá đâu. Không có bảo vệ vậy hả? Mà nồi cơm của nó khó đá lắm mày. Khó. Đá nồi cơm nó chết á.
bây giờ còn hơi mơ hồ, nhắc xưa tích cũ mà đau lòng này. Nhạc phi còn hỡi tướng trung, gian thần tận tối mà lời nay cũng thành thần. Nhạc phi nay cũng tướng trung, Ngọc Hoàng cho mượn chiếu mà hầu chào nước Nam. Bây giờ gia phả tận tối việc chi, nhưng mà ác có hiền có hùng, ngày nay lộ việc lão bài quyền cơ. Nhắc xưa vợ chồng tần tối vậy thời, hại thời dư tướng mà nhạc phi tiêu điều. Mừng nay cứ lệnh ông vua, chịu nơi tướng trung mà về triều thác nguy. Bây giờ giữa đường mà ám táng mà nguy tan, mà thời này giờ không có giữa đường mà ám táng được nữa đâu. Đi sao vậy ông lão? Bây giờ quên à, bây giờ quên bằng miệng không? Hai, bây giờ quýnh giặt bằng miệng không? Quýnh bằng vụ gì không em lão luôn? Bằng miệng không? Ông nào giờ có nghe giặt miệng không? Nào giờ có nghe giặt miệng không? Chưa nghe em lão. Quýnh giặt miệng không? Chưa nghe. Hai, bây giờ ông đang bị quýnh giặt miệng. Giặt miệng là ông quay mấy người nói đó. Quýnh giặt miệng. Thành thành. Hiểu không? À, cũng như là mấy hoàng trăng đầu quánh nhau ha, du di nhau ha, nói xong xỉa với nhau đó, quánh giặt miệng không. Ông lão ơi, cũng như cái đợt hổm đi ra ngoài Hà Nội là đến cái đình Thăng Long thờ 52 vị vua, là trong khi đó là tới ngày rằm người ta mở cửa, mà dù gì đến không có phải ngày rằm mà người ta không mở cửa, tự nhiên cái viên nào mà người ta lại mở cửa cho mình đến đó trình đó ông lão, là vậy là như thế nào ha ông lão? Thành Thăng Long á hả? Cửa là thờ 52 vị vua. Ngày rằm đường ta mới lợi từ khu cửa ra cho khách viếng. Thấy không? Đúng rồi, mà như mình đến ngày thường mà cũng vẫn là mở cửa cho mình luôn đó. Đó là cái duyên há là gì ha ông lão? Biết. Ai biết thiên sứ không hay? Nào giờ có nghe thiên sứ không? Sứ là bên cái gì mới được? Ngừ cực ngừ được trời cử đi sứ. Thiên sứ là sứ giả. Ngừng được trời cử đi chứ. Cử ông đi là không mở cửa tôi quýnh cho lộn đầu. Là tự nhiên có người mở cửa cho ông vô. Cái cửa đó phải tới ngày giờ năm tháng ta mới mở. Mà nhưng mà cái người số thiên sứ người ta đi lợi phải gõ cửa cho ta đi lợi. Thiên sứ chứ dạ. Chứ ông không mở đâu. Ông nói có duyên lắm ông mới mở đó. Cái nghĩa là trời lệnh ông dưới cái đoàn đi là sứ giả nó đi tới đó làm việc. Là ta biết. Cho người ta hay chư thần báo cáo rồi. Đấy hàng chi chứ không thôi là đâu có được xem 52 vị vua ở trong đó đâu. 52 vị vua nhà Nguyễn được đúng trúng đủ hết trơn là cái đền Thăng Long luôn á. Đúng dùm gì muốn cao chưa miếng nước ấy ngước trào gì chưa mà mày cứ thích ngước trào dòm tướng nào vậy? Coi con Tám thấy tướng nào vậy không? Con Tám lấy kẹt là ông phái hả? Lấy kẹt thì đánh Kim Thành tướng kẹt Lý Quẩn rồi đó. Tướng này tướng Lý Thường Kiệt nè. Biết ở dưới sao mà tao không nhai hung luôn à? Dưới ngay cửa nó cũng có chút gì đang, ngay cửa nhà có gì đang không, để tao chia lạc tao nhai vô đúng nha. Bây giờ còn hỡi xa xăm, nói cho biết rõ cuộc đời tới đây. Bây giờ các tướng trung mà lãnh lệnh mà về Nam trào hò vua. Hay, các tướng trung mà lãnh lệnh Nam trào hò vua. Bây giờ còn hỡi hơn thua, ngày sau dốt mặt mà Dương Minh Hoàng mới có ngôi. Bây giờ 36 vị tướng trời, 36 vị anh hùng dân tộc, rồi 30 vị tướng trời sắp đổ tới nơi. Ba chục vị tướng trời, mà 30 vị tướng trời xuống là ác hung hết rồi hả? 30 vị tướng trời, nói cho biết. Bây giờ thằng đem những cái công chuyện gì đang nó tới. Lão nói cho cậu Nam ngang ngang, thôi cái người mà hôm đám dỗ để
để chén lợn cho cậu Năm nghe. Cậu Năm biết coi bà nào. Ừ. Biết không? Cậu Năm này thông sọc hết trơn. Cậu Năm này nè, để lẩu chén cho một lần đi tới cái ổ nữa nè. Biết không? Hay. Đi tới nhà luôn hả gì không? Mong lắm. Lẩu chén cho một lần đi tới cái ổ nó coi ổ lớn, ổ nhỏ con. Hả? Hay. Hay à? Cậu Năm mình đi luôn đi. Không con. Đụng ổ nó con. Cậu Năm đi luôn đi không lẩu không? Không chỉ con. Luôn chỉ điểm luôn đi. Để tao chén cho mày tự nhiên nó khai khẩu mời mày lại nhà nó con. Thì cứ cho số điện thoại nó mời lại quay đó. Con à? Con này vô nữa. Nó không có. Nhờ vậy mới thông thật mới biết được cái việc gì nó ngay hay nó gian cơ. Hả? Ừ. Trời con lại đây con ngáp quá trời em lắm. Trời đâu vậy? Ngáp thì ra đúng mắt. Có ông nào đổ không? Ê, không có gì. Đừng nương tướng gì á. Có gì tướng nào đi theo độ không chú Hai không? Ổng ổng ở đây mà thì bình mẻ ổng nhiều ốc hết trơn kìa má luôn. Như vậy. Ngất mất thở. Ghê mắt luôn á. Ê, tao chỉ cái trướng quê kìa đau cọc kìa. Ngô quyền hả? Để tao nói nha, cái này câu này cho ông nghe không? Tao nói ăn ít no dai. Ăn ít mà no dai. Ha? Mà ăn tức nhiều, tức bụng. Mà người ông nó ăn ít vậy mình nó no đầy, nó no dai con. Mà ăn nhiều còn tức bụng quá chứ. Lâu rồi cũng như là mấy cái vị tướng này là hầu cái tiền kiếp xưa là mấy tướng là một vị nào lên hay không ông lão? Ở chiến quốc được không? Ừ. Bởi đâu á, đâu đó mà muốn nói xưng thôn chiến quốc hay lỡ làng à. Chứ không chịu ở nhà mày. Hai. Ở nhà nói gì, có người ta không tin. Ở nhà nói gì đang. Ông tướng quá đơn này. Nói chuyện bình đầu. Quá tài tướng ở đây ông lão không? Địch này tướng lắm ham lắm. Ở dưới cái địch buôn sừng bên đây ăn chân. Thì bên đây mà không ai mở cửa hết trơn ham lắm. Ừ. Ở đây thì để đây nói gì ra ăn nữa. Bây giờ nói việc đồng đức này thời xưa nhắc ra cho biết hướng trời năm xưa 36 vị anh hùng họ vua giúp nước mà cũng ngồi tờ xem bây giờ còn hỡi hơn thua tranh nhau cái ghế vị thời làm chi bây giờ bọn ông thật hết mà vị đang mới ăn mới thế trần nhắc ra nữ tướng hội trào anh hùng xưa mà có thời trưng dương năm thơ thơ tôi nay nói bất tử bất trần nói qua nói riết cho rồi tám mà lựa ngon nào lựa được ông nào chưa tắt thấy dần hồn ngốc. Tám về đi cái vị tướng nào thì ông Tám không? Rồi ông Hai ông lựa luôn đi. Mình có ngồi vị với người ta ngồi luôn. Cái bên à, cái bên à. Tôi không có lựa mà nãy giờ ông lựa tôi gì tôi ngáp quá trời. Lỡ quý ông mà lỡ quý bà đi. Gái nhục chưa có trưng dương. Tôi chắc tôi nghĩ rồi đó. Cái điều kiện này nó là ổn dập. Đánh chim thành. Ông Minh Lúa, ông Minh Lúa Trâm là đang giả bỡ bảo cũng không có. Thì ông nào nó cũng có cái tài của mấy ông đó. Ừ, nếu quý thiệt. Bữa nó mới chạy về mình thì nó ở cũng có dạ. Thì bây giờ ông cứ nhìn mỗi một cái hình của ông là một ông là quýt mỗi cái chặt khác nhau đó. Cái thời lý biết mai là... sao mà lão lũi vô định nó quay không? Sao không lão? Là quay ở đây cho nó đi về cho không cho nó qua sông bến con. Xong cái clip này cho nó về trước nha. Ừ. Không có cho nó quay sông nào đó. Không có cho qua sông đồn bến. Sông đồn nào em? Tôi đi qua lãnh mấy cái áo rồi chị. Dạ. Mấy áo gì vậy ông lão? Áo tương tác mặt. Áo đen. Gì đó hả? Đằng đạo mình bắn áo đen chứ. Ông này biết cái gì không? Sao ngọt không à? Áo trắng rồi đó. Không à, cháu ơi. Có áo trắng đen. Bộ trắng, bộ đen.
Ở chợ nó bán nhóc hết trơn sao mua? Không, chuyện này khác con. Thôi bán nhóc hết trơn. Không hay. Chuyện này không có mua được. Ông lão đi sống rồi. Sống công chuyện chỉ chứ. Vậy hả? Rồi cái này là ông lão cấp hả? Cái này con biết không? Người phải có thước có đất con. Từ đây sắp lấy người thước đất à. Mà mày đi rồi nè. Đây sắp tới năm này nè. Chiến sự không à? Mày đi qua nghe chuyện chiến sự cho mày coi. Tao nói cho biết. Để đó mày đi quay mấy chuyện chiến sự mình mới cho mày đi. Khơi khơi các tướng tao không có cho nó đi đâu con. Mà lợn mà mừng là thỉnh nó con. Đây sắp tới cho nó nghe chiến sự. Hồi đó giờ con có nghe long tranh mà hổ đấu không con? Cái đó dữ lắm nó nghe ông lão. Mà sắp ở đây nè. Sắp dài chẳng cái gì tới long tranh hổ đấu mà. Nhưng mà ông lão mới nghe sắp tới đây mà ở đây là ai với ai đấu. Mà tao không biết cái gì mà tao thấy. Ông nói, ông già tao ông nói ai có mồng có mỏ thì khua. Ngừng chân chánh mà ẩn thờ vô sâu. Ông nói chân chánh ẩn thờ vô sâu. Chánh là cái nghĩa là mình chánh là mình ẩn đó chứ mình không ra ngoài đó. Ông nói ai mồng mỏ đâu khua mình. Mà ông nói cậu này nè, ai khua mồng mỏ đâu cậu này biết trần. Đem lỡ trần. Đem lỡ cho cậu này nghe trần. Hai. Ai mà gõ chuông gõ mõ đâu giống chấm bức chuông đâu cậu này nghe trời. Mày đi vậy chứ lão lắm mày nha. Đi gì chứ nhìn là nói cậu này giữ sợ cậu này chứ tao già tao không có sợ cậu này đâu mày. Nói cậu sợ cậu này. Mà cậu này ở đâu mới được cậu này. Cậu này ở tàu hay ở dưới nó mới được hết. Vì ông thì ông biết thì sao biết? Cậu này ở Nam có, mà ở Tàu có. Rồi vậy là nửa Nam nửa Tàu. Cậu này gì Tàu? Của bà trong thị tế. Vậy ông thân hồi này bà trong thị tế. Mà hồi đó đấy, đầu cái kinh Vĩnh Tế đó, ông Thoại Ngọc Hầu ông phát hiện ra cái tội bà chú sứ. Rồi mấy kiếm chính nữ đồng trinh kêu bưng xuống. Mà nhờ khi bưng xuống đó đó hay đầu kinh mới không chết binh lính không thủ bị rùng thiên nước độc chết chân. Rồi qua mấy năm sau hát bội con hát bội cái nhận lớp chết hết trơn nữa. Chứ nguyên cái gánh hát bội hết trơn. Hát bội cho ông nghe mà nhận lớp rồi chết chân. Ông Thoại Ngọc Hầu nha. Mà ông Thoại Ngọc Hầu dưới ông Mặc Cửu là quan cơ bằng quan tổng trấn Hà Tây luôn chung á. Một ông thì đọc kinh rồi mà dính tới một ông thì tẩm tấn của Hà Tiên. Ông lão mà hát nhận là trên cao nó hát là nó hát đủ tuộn đi. Không đủ giờ nhất. Hát gia cái ông đủ giờ nhất, nhặt lớp. Chết trên đầu kép chết gấu. Cũng nhá tội chứ không? Chết gấu. Sao kỳ hả ông lão? Bị tá thì sao kỳ? Chết gấu. Hát trong Thoại Ngọc Hầu nghe, hát trong binh giả tướng sĩ nghe. Bởi chết gấu. Ông lão ơi, nghe nói là núi Cấm này là có cái hang nào mà nó thông qua tới bên Hà Tiên bên đó phải không? Không lão. Cái hang bắt giật đó. Hang đó đó hả? Sao đi chui dưới rồi mà sao không thấy cái hang đó thông qua đó không lão? Không được con. Mà mình không có đi xa nữa được, mình đi gần. Đó là chứ mình đi xa. Rồi theo ông lão biết cái hang đó không? Biết, mình có đi xa đâu con. Dù lão bữa nào chẳng đường chứ cái điều lão. Tao. Đi thôi, đi. Đi mày cứu mày luôn. Nên cái này nó chăng nó muốn cứu nó. Ừ, ông lão nhân đường đi trước kìa. Này, cái này nó hỏi nó coi nó muốn có muốn cứu nó. Ông lão dắt đường ông lão về xác lão bỏ lên tám. Xuống dưới là mình khám phá coi như thế nào. Cái này nó muốn bỏ nó muốn cứu. Đâu mà ông muốn cứu giờ mà muốn ngủ là ông lão thì xác ông luôn. Đi tao cũng cứu ổn cứu ổn luôn. Đi tao cũng cứu ổn luôn. Cứu đâu luôn á. Vậy tao cứu luôn á. Sao mấy đi chứ bình thường mà ông lão? Ăn không qua thành động. Rồi theo mình. Mày chơi cái này muốn cứu có người ta nói với nó nè. Điều anh nó. Tao không có muốn cho nó. Nói là tao cũng đi vậy. Cũng có người lại nói. Có người nói cho nó nghe. Mà tao nói có thật sự. Mà bởi trò nó bởi tao mới nói với mày đi mày cứu. Có đi không có gì đó. Cũng dự định là cũng đi xuống dưới đó. Thử coi sao. Không. Nhưng mà đẹp chứ thử gì.
Để cho ông lão ven đường, ông lão không biết cái hàng đó. Ven đường đi mới được. Chứ nếu ông lão ven đường đi thì không biết. Chứ dậu mà thôi mày, đừng nói mày hồi đó con đại ca ông nói hôm nay ông chở dựng một gồm một lóc lợi hồi trước ông cạo đầu mày. Đại ca, đại ca đúng có đi rồi, nói mày rồi. Hồi lúc mà Thành Lưng còn bạn bè gì của Thành Lưng. Cậu chung mày, ông nói chung mày nằm dài tới lô tay á là ông mới đi được. Lúc đó ông kêu chưa đi. Sao có đi không? Chung mày ông chưa mọc tới lô tay sao đi được. Chưa có dài á. Chưa dài. Ông đó hồi đó mày biết ông. Mày chắc là năm mấy à? Hả? Năm mấy tuổi à? Năm mấy mà chân mày ổng thì chạy tới nhắc lỗ tay chắc ổng đi bằng du di không có khi cái cơ gì đó hay sao không? Ừ. Trên chuyển á. Dài bình thường thôi. Bây giờ còn nói việc xa xăm đi thời mà cứ thời sạch đây. Nó muốn kêu hả? Như đi nhiều ngày nó lên. Không phải đi luôn. Dẫn cho nó vui chứ. Không phải đi luôn. Mày đi được không anh? Này hả? Ừ. Này không. Nó chưa cứu được con không? Có đi không chơi lên con. Chứ mà đi mà. Nó có ý khám phá rồi nó chỗ rồi tới đâu. Đi được con. Nhưng mà nó còn nói mà đi phước người đó chưa được con. Chưa. Theo trong cái lòng nuôi cấm đó là có cái những vật báo gì ở dưới ham lắm. Không. Thôi thôi. Không kể cho mọi người được biết luôn đi. Có 4 người nghe, 3 người nghe. Thôi cả đàn. Đâu đã. Đâu còn cái đó. Mà theo lão biết cái vật gì dưới nhiều không lão? Quý giá không em? Có ghế còn ngồi. Có ghế luôn, ý là mấy được mấy ghế ha không lão? Nghe nói ở dưới là lưu ly hộ phách dưới đó giống nghe không lão? Ừ. Ông lão có từng đến đó chưa ha? Đừng. Kể cái một lấy một chuyện của ta mà tôi kể lại cho nghe chứ mình không biết cái vụ gì nha. Là bà má nuôi của cái bản sát mà bà má đó, bà này bà chết đi sống vậy người ta kìa ông cho ông sát mới kêu bảo bằng bà má. Thì bà đi khám cái hang bắt giận đó thì vàng nó dính trong túi quá con. Vàng dính luôn hả? Ừ, nó dính vàng vàng dâm đó, vàng mạt vàng đó con. Cái mạt dính trong túi bà đem lên luôn á. Là bà má là bà nói rằng này nó nói cái ăn không có bên Hà Tiên có là bà nó mới chết đi sống vậy là cứ cái này tao lấy chuyện ta tao nói lại chứ không biết hay cái đó là bà già nuôi đó rồi bà chết đi sống vậy đó là người ta của bà người ta nói bà là người ma quỷ chứ phật cốt gì bà cái cậu cấp đó đó là cậu bốn mượn bà giảng dân 6 tháng đó con sắp trần nhà sách nghèo rồi sách nghèo nhà tợ cái liều rất rất nhiều điều năng nguy mà tâm chánh chật khác là hồi xưa đúng không sách trần nhé là bả là người đó bả đi khám thấu tới Hà Tiên có đó mày cái đó tao lấy chuyện lại mày nói cái chuyện đó mà tao lấy chuyện của người ta người sống dòng cống tao nói mày nghe cái đó là tao nghe bà già bả nói có đó hay cái đó lâu rồi bà già bả nói mấy chục năm rồi lâu rồi mà sao vàng dính trong túi quá đó hay bà đi về bà cho người coi chút con vàng hả? Ừ, mặt vàng á. Ồ, dữ hả? Cái đó dưới cái mặt á. Nó riết gì nè. Cái đó bà là có thấy rõ ràng. Bởi vì ai cũng đòi muốn đi xuống đó hết trơn đó không lão không? Là bà đi về đó là bà đi về kỳ đó bà câm hết 2 tháng. Chứ không cho nói nha. Bà câm 2 tháng. Không nói được chuyện gì hết. Cũng như bà nói rồi sau này bà nói chuyện được đó là bà nói người nào có sứ mạng mới đi được. Bà đó kêu á. Bà đó giờ mất tiêu hết rồi, biến hết rồi ha. Người ta làm xong vũ người ta biết hết nè. Tài lộ quá, biến luôn đó ông lão. Biến hết. Vũ sao cho ảnh luôn để ông vui vẻ con trai hết. Biến đâu rồi, biến là ông mới chết nha. Thì biết ảnh đó. Ảnh thân ta đâu, chết. Bây giờ nếu mà ông thế nào cũng vui vẻ con trai nào để cho ảnh luôn. Đúng rồi. Tới ngày giờ rồi cho ông lộ. Đi đâu á. Cũng như là kiếm cái chỗ nào tao ngồi nghỉ vậy á. Ừ thì đó. Bây giờ cũng đâu có lậu được đâu không lậu không? À, lậu làm đó. Đi liền, lậu đi đó. Là cái đó tao lấy cái chuyện xa xưa tao kể lợi đó. Mà có không ông lão? Có mà dạ. Có mà, có nghe kể nhưng mà ông lão không biết. Nhưng nghe nói cái cột phướng đồ nằm ở dưới đó phải không lão? Có luôn. Ông lão có từng thấy cột phướng đó chưa? Tao không biết sao tao nói luôn đó. Nó cao chút ở trên không tới trời. Bởi vì em tính đi cái cột đó mà dựng lên rồi 36 là nó có cái hộp lưu ly vậy chảnh.
là nó quay tới 18 nước nó thấy gì. Nhưng qua nó quánh nó dành vàng bạc cho quánh. Vậy hả? Nhưng mà núi nổ thì nó mới dịnh. Đâu đi chơi. Tới nào mà núi mà trước phát nổ ba tiếng sấm gì đó nghe ông lão, rồi nó mới xuất hiện cái đó ha ông lão. Nổ ba tiếng sấm đền vàng mộ vé thì hết thì người giàu quá trẻ cho ngu đi. Nhưng mà ông tám mà ông sống núi nổ lập trẻ đi. Đừng nên đó. Giờ có người quá trẻ đó rồi mình ta không có tin. Có. Mà cái ngự đó có khi đi sau lưng mình mà mình dòm mà không thấy luôn nữa. Mà có khi đứng ở trong mặt mình giờ cũng không thấy là phép ẩn thân của trời của đất đó. Vậy mà nó biết là 60 tuổi bây giờ còn 40 tuổi rồi. Người già quá trẻ. Khắp quả cầu đổ sắc thay hồn, người già quá trẻ dân ơi. Cái đó cũng trong một cái số nào thôi ha ông lão. Có tu mới có chứng con. Để lão kể lại cái vụ này cho nghe. Lão nói ở đâu người mách có chứng này. Thì hồi đó ở dưới chợ Ăn Phú này nè Tấm. Thì cái ông này ông lợi ông nói với hai cái mẹ nhà Tàu, nước Tàu á, hai mẹ họ Lý bên Tàu quá hai. Thì ông nói cô Lan, cô Nguyệt ơi, sao tôi còn có 40 tuổi hai con đi kiếp tôi không ra. Ông nói rồi tao giờ ông tao cười hai. Thì tao mới nói ông nói gì kỳ á ông, có không ông, mà sao bây giờ tao thấy ông đó gần còn 40 thôi. Mà mày cũng có thấy ông đó nữa. Không có phải ba của ba của ông Dành hả? Ừ. Ông Thủ mà. Ông Thủ mà. Ừ. Phải không? Ông có thấy rõ ràng hả? Cái đó có thấy giàu có trẻ đó nha. Phải ông Thủ không hả ông Lâm? Ông Thủ. Hồi xưa bên Đồng Tháp á. Ừ. Bên Đồng Tháp, bên Ăn Long, Đồng Nông đó thì có cái ông hồi xưa là đi lính cho thiệt cho cậu Bốn á. Đi thơ cho cậu Bốn đó là có già quá trẻ, có phép bản thân luôn á. Lê Văn Tốt tự là Tổ Mã A. Ờ đúng rồi, Tổ Mã A. Ông nghe nói kể lại ông lão là ông đi Bốn ông kêu ông đi xuống ruộng Đồng Nông đi cái thơ. Đi xuống là tới đâu là Chư Thành chặt ông tới đó là mở cửa mà đi tới chỗ còn lại gặp ông lại gặp ông Bốn ở dưới đó. gặp cậu. Ừ. Gặp đó luôn hả ông lão? Gặp đó rồi bắt đầu cái Bốn hơi được rồi về đi thì ông về trên này gặp Bốn trên quả nữa. Nó biến quá. Ừ, ông thấy được không phải vậy đâu nghe. Để tích lợi đó Tóc. Bây giờ còn nói chi đây? Ngày nay trở lại cái đất đồng thân nghèo. Ngày nay ở đây ở chốn cái mà đồng đất nơi này có trăm quan mà thần cũ gì chứng mình mang cái đáp thì về đây mai tôi đếm cho anh chắc còn ba mấy. Bây giờ có hơi nơi này có mấy quan thần cũ trở về đời đây cái đồng đất thớ xưa. Cái đồng chứ không có cái đồn nha. Ừ. Bây giờ nói đồn chứ nó đồng. Cái tiếng đồng. Đồng. Cái tiếng đồng đất chứ không có đồn. Đồng, cái đồng ở đây, nó ở đây đồng. Ừ. Đồng đất hả? Ừ, đồng. Đất đồng đất. Đồng đất, đình đồng đất. Nhắc ra tích cũ vậy mà lòng đau. Nhất xưa học ăn trụ, nhất xưa mà trụ kiệt cái đà dầm. Bây giờ Nam Việt, vua Việt gì mà hậu quy. Mắt ông vua, con mắt sáng ngời. Con gồng, con hổ, vậy thời một bên. Ngai vàng chính giữa mà vua Minh ra đời. Ngai vàng mà chính giữa đó. Cái ngai vàng không có ai ngủ đó hả? Chưa có ngày giờ rồi đấy. Khi nào ông ngồi được ghế không? Để ghế ba ghế cho nghe. Hai. Sau này tao mày đồ đi thế cho anh đuôi. Thế ghế cho anh đuôi, anh đuôi ngồi ghế đen lùi đó. Đen hả? Ừ. Anh đuôi. Mà sao anh ngồi ghế đó mà bị sửa sớm đi rồi. Anh đuôi hả? Ừ. Anh sửa người ta mà sao? Ghế đen. Mà nữa tao mày không có ngồi đứng rồi mày ơi. Đổ mẹ. Đứng vô mẹ. Có gì đâu chạy vô lẹ. Chứ ngồi chạy kịp.
đứng đi, sao phải ông lão còn giữa không đứng giữa cái giữa con bung mày hả bốn người đông vậy chặt giữa ông mày ông dám ngồi mà quên đầu bể đầu ông cứ gạt con hoài không là ông bốn mày. Bây giờ dốt việc dốt đời thôi mày để cho nó kiếm cơm ăn con cháu đủ đôi bụng dê đôi bụng tao mượn đầu dê đó mày mày biết Việt Nam mình nấu đầu dê chứ chấm ăn đầu dê mày. Ông đó là ông lão lão bây giờ dốt việc dốt đời bá gia dân sự nhà nhà chưa yên để nói nghe nha giờ nói một câu nghe nha bây giờ mà sắc trần nhà nghèo tở cái liều thì gặn gách dứ nhiều điều năng nguy mượn trong giảng dân 6 tháng vậy thì tây mà hiện ức khác nào người xưa khác nào người xưa ông lão thì hôm đó này cũng biết ông lão bốn giảng dân 6 tháng vậy thật bây giờ tư thánh ra bài mùi thân dậu ấy còn ở đâu bây giờ dòng sông cũng khúc mà tiên ông thấy bạch mới ra đầu bây giờ trở lại vua Nghiêu mà nhường lại cảnh này cho ông điên ngày nay ai biết chốn Tạ Lơn Ngọc Thanh tiên trưởng làm cha cái thiên hạ mạo tiền mới bất tri ngày nay gió đưa bụi chuối lên trời bụi tre chống gốc dưới đất vì thời biết ai bây giờ họ Nguyễn về ngay ra cờ chấm bút bủ sơn khai kỳ bây giờ còn hỡi xa xăm nói ra dốt việc vì thời hoàng khai bốn ngày tứ giáo mở mang ông điên trở lời việc đời bất minh ông khùng mô Phật từ bi ông điên mà chữ nát nhà bá gia ông điên cái tứ đó chừng nào mới xác định được ông bà bây giờ chứ, bây giờ cho tới con heo bây giờ cho tới con heo đem heo mà làm thịt cái đầu mà cúng trăm quan cái đầu mà cúng trăm quan hai cái con heo mà cái đầu cúng trăm quan cái mình mần thịt đãi tàn chứ cháu đãi đãi tròn mâm châu mà cái đầu được cúng trăm quan trăm quan bị mấy ông trăm quan làm cái gì thành rồi ăn cái đầu đó làm xử tháng mười làm xử nói dần hiểu không đầu tháng mười luôn tháng mười tới rồi không lão tháng mười ngày dốt dân dốt việc chưa yên nơi đây ông Phật vị đang ra đời ông Phật vị đang mụ cớ ông Phật vị đang dàn thiệt thì nói dàn gấp chắc chồng ba đánh ăn nằm chưa yên ngựa trâu chung cởi một đồng cắt gom cái nhà chỉ có ba căn căn nữa của vợ hai căn của chồng cá chim nay nhốt lại một lòng ngựa trâu chung cởi ba đồng thùng cắt gom ai ai lăng lặng mà nghe ra cơ mượn sắc vị thời làm thơ mượn ông 9 tuổi vị thời thôn quê lắp giò làng nọ thánh quân gia long ngồi đó lắp cái giò cho xong gia long lắp giò vui là mới lắp giò không lắm dầm đinh đó dầm đinh nó xây lắp giò đấy lắp giò ông đặt á mà lắp giò là cái lắp giò đó là của ông tứ thánh đó sắc mượn sắc 9 tuổi một mình ra thơ bên mẹ bên ngoại bây giờ ta nói ngẩn ngơ ai mà biết được ông thánh vị thời gia cơ cái sông mà lội chẳng ướt áo chuyện chi ông ở cái sông lắp giò đó ông lội ngang qua ông không có đi ghi cầu ông lội ngang qua không có ướt áo ông lội ngang sông ông nào mà nói khách ổng là lội qua không ướt áo là ở bên trong ở ở bên ông lội qua không ướt nào lên khu rung ông kia là đi ăn chay trượt đi tu cái gì mà mạnh quá ha mà ông lão không biết ông đúng cái trên thì chuyển ông lão mà ông đó đó để tôi kể mấy mày nghe tối ngày ông lợi cửa tòa án ông ngồi lợi sở tư pháp ông ngồi lợi ủy ban nhân dân huyện ông ngồi lợi phòng công an huyện ông ngồi cứ uống cà phê tối ngày ông có nói dạy cho
nó tống lại chị đó đó. Có một lần đó nó lại mất cái, có lần đó ông kêu cầm đi qua công an huyện u về bệnh này mà qua phải đi qua gần cái nhà công an huyện lỡ đó uống cà phê. Ông lớn người lắm, ông tụi cọp nữa đó, tôi thánh cọp mà ông bận bộ đồ hai thứ mấy giải đâu còn hai thứ mấy giải người ha, hai thứ mấy giải bộ một sao em sống đời đánh đức là được ông ba thứ từng bà hai không hai ngữ rồi con hai thứ ngữ vậy được ông hai ngữ được bà hai thứ hả? Cho nó lớn lên chút để được bà nhớ xíu con. Đó là khổ vậy đó. Sao lại cho giống như mấy đứa bà giống như cái bà gì vú nuôi nhiều con vậy tôi mất sữa vú lớn đó Mỹ Hiệp đó giống vậy ừ ông in lâu lắm để tới bữa ngày hai để tới đi sớm về rồi cuối tuần sau sau tới cuối tuần thì vú ông đi đi quay cái chùa ừ ông có đi bên phía đó làm rồi Mỹ Hiệp đó rồi lần cái chùa đó là chùa bà vú lớn đó đạo chùa vú lớn đó bây giờ có ghé đó mà nhưng không có quay thì đó quay trong cái miếu của mày miếng ngũ hành ngũ hổ đó. Bữa đó không có ai kiếm không được, bữa đó đến kiếm mượn mở cửa vô coi bà vú lớn mà bữa đó bữa đó kiếm được ra tôi không mở cửa không hẹp bởi vì bà vú lớn là ai bà đẻ mà họ đem đi con nuôi sữa lạnh luôn vú lớn đủ chưa rồi lão ơi quý yếu lên đây cũng kết thúc luôn lão ơi chào hết cô bác anh chị trong ngoài nha rồi thôi đó. Thôi đây em kết thúc luôn mọi người ơi. Mọi người đón xem mọi người xem nhé. Ừ, đây đây. Cảm ơn nhấn like gì đó. Thôi đó.